Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 62. Nhân với số có 3 chữ số. Trang 72 và bài tập môn toán lớp 4. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu các em đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng vào bài hôm nay thôi. Rồi, bài của chúng ta nha. Bài của chúng ta này. Các em đã từng học nhân số có 2 chữ số rồi, vậy thì nhân với 3 chữ số cũng quy tắc giống hệt như 2 chữ số, và thầy cũng nhắc lại nữa nha. Và đặt thức nhân luôn nha. 428 nhân với 210 13. Vậy thì giống như nhân 2 chữ số thì nhân với 3 chữ số chúng ta cũng sẽ thực hiện tuần tự nhân từ phía bên phải sang bên phía trái, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, vân vân, được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta cứ nhân tuần tự như vậy, và khi tích thứ nhất và tích thứ hai thì chúng ta chú ý các cái hàng cho nó đúng thôi. Chúng ta sẽ nhân này, số 3 trước này. 3 nhân 8 bằng 24, ta viết 4 nhớ với 2. Em cần giấy nháp để chúng ta nhớ ở đây thôi. Viết 4 nhớ 2 này. 3 nhân 2 là 6, 6 ta nhớ 2 sẽ là 8. 3 nhân 4 bằng 10. 12, chúng ta chú ý cái hàng này nhá. Rồi, bây giờ đến chữ số thứ hai này, nó nằm chữ số thứ hai này nó nằm ở hàng chục thì chúng ta phải đặt từ đây, chúng ta đặt từ đây nhá. 8 nhân với 1 sẽ bằng 8 nè. 1 nhân 2 sẽ bằng 2. 1 nhân 4 thì bằng 4, được chưa? Đó. Và chữ số thứ ba này chúng ta thấy nó nằm ở hàng trăm nè, thì chúng ta phải đặt nè. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, ta phải đặt từ đây nha. 2 x 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 x 2 là 4, chúng ta nhớ 1 là 5. Và 2 x 4 sẽ bằng 8. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ cộng 3 cái tích này lại thôi. 4 nè. 8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1 nha. 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 6 bằng 10, 10 nhớ thêm 1, đây là 11, các em viết 1 nhớ 1. 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 5 bằng 10, 10 nhớ 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 8 nhớ 1 là 9. Như vậy kết quả của bài toán này chúng ta sẽ bằng 91.164, được chưa? Đó, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta đến với phép nhân thứ hai. Một ngàn 310 16, em thực hiện nhân với 324. Rồi, chúng ta thực hiện phép nhân này, ta cũng nhân tuần tự từ phải sang trái, nhân từ số hàng đơn vị là số 4 nè. 4 x 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, 4 ta nhớ 2 bằng 6. 4 x 3 bằng 12, chúng ta lại viết 2 nhớ 1. 4 x 1 là 4, ta nhớ 1, đây là mấy? Là 5 nè. Đó. Chúng ta chú ý các cái hàng nha. Rồi, ta nhân đến số thứ hai, chúng ta sẽ đặt ở hàng chục nè. 2 x 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 x 1 là 2, ta nhớ thêm 1 là 3. 2 x 3 bằng 6. 2 x 1 bằng 2, được chưa? Và đến số thứ 3 này. 3 x 6 bằng 10, 18. Ta lại không đặt thẳng đây mà lại đặt sang đây, nó hàng gì? Hàng trăm này. 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 nè. 3 x 1 là 3, chúng ta nhớ thêm 1 là 4. 3 x 3 là 9.
chưa? Và 3 nhân với 1 là bằng 3. Bây giờ chúng ta sẽ cộng 3 cái tích này lại với nhau theo đúng hàng nha. 4 nè, 6 cộng với 2 thì bằng 8 nè, 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng với 8 bằng 13. Các em viết 3 nhớ 1 nè. 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 4 15, 15 đây các em nhớ 1 là 16, viết 6 nhớ 1. 9 cộng 2 bằng 11, 11 nhớ 1 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 3 nhớ 1 là 4. Kết quả sẽ là 426.384. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài số 2. Bài số 2 này, họ cho chúng ta tính diện tích của một khu đất hình vuông. Đó, khu đất này là khu đất hình vuông nha. Hình vuông có cạnh, có cạnh là 215 mét. Vậy thì diện tích của hình vuông các em đã biết rồi, thì bằng cạnh nhân với cạnh. Vậy thì đây sẽ bằng 215 nhân với 215 thôi. Rồi anh ta sẽ trả lời luôn. Diện tích của khu đất, diện tích của khu đất đó là, ta sẽ lấy bao nhiêu? 215 nhân với 215. Đó, anh ta sẽ thực hiện phép nhân này. Đây, nhân 3, 3 chữ số với nhau thôi. 215 này nhân với 215 này. 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 51 là 5 nhớ 2 là 7. 5 nhân 2 bằng 10. 5 nhân 1 bằng 5, 1 nhân 1 bằng 1, 2 nhân 1 bằng 2. 5 nhân 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1 là 3, 2 nhân 2 thì bằng 4, chưa? Rồi, 5 nè, 7 nhân với 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 1, 5 nè, 7 nhân 5 12, 2 nhớ 1, 1, đây nhớ 1 là 2, 3 cộng 2 là 5, 5, đây 1 là 6, 4, được chưa? Vậy thì diện tích của nó sẽ là 46.225 m². 46.225 m³. Và đáp số 46.225 m³, được chưa? Rồi, xong bài số 2 nhé. Các em đến với bài số 3 này. Yêu cầu em gì? Viết vào ô trống theo cái mẫu. Mẫu của họ, họ cho chúng ta một cái hàng ngang này là A, hàng ngang thứ hai là B, và hàng ngang thứ ba yêu cầu chúng ta nhân cái tích giữa thừa số A nhân thừa số B, tức là họ làm theo mẫu này, 123 nhân với 312 sẽ bằng kết quả này. Bây giờ chúng ta chỉ thực hiện phép nhân ở đây thôi, được chưa? Ta sẽ nhân đầu tiên này, A nhân B ở đây, A sẽ bằng 321 nhân với 141. Đó, chúng ta thực hiện, ta nhân thôi. Đây, 1 x 1 bằng 1, 1 x 2 bằng 2, 1 x 3 bằng 3, 4 x 1 thì bằng 4, 4 x 2 là 8, 4 x 3 bằng 10, 12, được chưa? 1 x 1 là 1, 1 x 2 bằng 2 và 1 x 3 bằng 3. Đấy, chúng ta chú ý nha, ta chú ý các cái hàng ta đặt cho đúng nè. 1 nè, 6 nè, 3 cộng 8 bằng 11, 11 x 1 12, viết 2 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4 nhớ 1 là 5, 3 cộng 1 bằng 4. Kết quả là 45.261. Được chưa? 45.200
61. Tương tự như vậy các em nhân 231 với 142 thì các em sẽ được kết quả là 45.582, được chưa? Đó. Chúng ta đến với bài số 4 thì yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Đó. Chúng ta đặt tính thì chúng ta cứ đặt bình thường thôi. Ta sẽ đặt tính này. 264 nhân với 123. Rồi. Ta chú ý về đặt các cái hàng cho thẳng nhau nhé. Chúng ta nhân số hạng thứ nhất 3 x 4 bằng 12, viết 2 x 1. 3 x 6 18. 18 là nhớ. Nhớ 1 vừa rồi là 19, viết 9 nhớ. Nhớ 1, được chưa? 3 x 6 18, nhớ 1 19, viết 9 nhớ 1 này. 3 x 2 là 6, nhớ thêm 1 là 7. Rồi. Nhân thừa số thứ hai này. 2 x 4 là 8. 2 x 6 bằng 12, viết 2 nhớ, nhớ 1. 2 x 2 là 4, ta nhớ thêm 1 là 5. Đó. Thừa số thứ 3 này, 1 x 4 bằng 4. 1 x 6 bằng 6. 1 x 2 bằng 2. Và các em cộng lại. 2. 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 7 cộng 2 bằng 9, 9 cộng 4 bằng 13, 13 nhớ 1 bằng 14, viết 4 nhớ, nhớ 1. 6 cộng 5 bằng 11, nhớ 1 đây là 12, viết 2 nhớ 1, 2 nhớ 1 là 3. Vậy kết quả chúng ta sẽ là 32.472, được chưa? Tương tự như vậy chúng ta sẽ nhân. Phép tính thứ hai đảo ngược lại phép tính số 1 xem kết quả có như thế này không nhá. Tính thứ hai của chúng ta là 123 kèm nhân với 264. Rồi. Ta sẽ thực hiện nhân thừa số thứ nhất, 4 x 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 x 2 là 8, 8 nhớ 1 là 9. Đúng không? 4 x 1 bằng 4. Rồi, thử số thứ 2. 6 x 3 bằng 18, các em viết 8 nhớ 1. 6 x 2 12, nhớ 1 13, viết 3 nhớ 1. 6 x 1 là 6, các em nhớ 1 là 7. Rồi. Thử số thứ 3. 2 x với 3 bằng 6. 2 x 2 bằng 4 và 2 x 1 bằng 2. Chúng ta cộng lại. 2 hạ xuống. 9 cộng với 8 bằng 17. Viết 7 nhớ 1. 4 cộng 6 10. 10 với 3 là 13. 13 nhớ 1 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 7 cộng với 4 bằng 11. 11 nhớ 1 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 2 đây nhớ 1 là 3. Như vậy kết quả ạ cũng bằng là 32.472, được chưa? Rồi, đến với bài B của câu số 4 này. Đúng thì các em ghi chữ đ, sai thì ghi chữ s. Từng cặp tách riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân trên đều bằng nhau. Các em thấy cái này có đúng không? Từng cặp tách riêng à? Từng cặp tách riêng trong hai cái phép tính nhân trên đều bằng nhau. Cặp tách riêng tức là cặp tách riêng, cặp tích á. À, đây, số hạng thứ nhất này, 792 đây là 492. 528 với 738 có giống nhau không? Cái này là sai. Thứ hai, từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân trên không bằng nhau. À, cái này chúng ta thấy đúng không? Chúng ta vừa thực hiện hỏi đúng không? Không bằng nhau. Cái thứ ba này bằng nhau này, 2, 6, 4 này.
Đây là 2, 4, 6 này có bằng nhau không? Không, hai cái này nó ngược nhau. Vậy thì đây là phát biểu đúng, ta ghi chữ đạt. Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau. Đó, chúng ta thấy kết quả đều bằng 32.472. Và đây cũng sẽ là một đáp án đúng. Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau. Đó, đây đã bằng nhau là đúng rồi, thì chắc chắn đây phải là sai. Rồi, đấy, như vậy thì trong ít phút chúng ta đã làm xong cái bài số 62 nhân với số có 3 chữ số, được chưa? Và như thường lệ đến cuối mỗi video, các em nhớ chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật nhiều bạn bè đang học lớp 4 nha. Oh, tạm biệt các em.